Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình thời sự tối của Đài Truyền hình Trà Vinh hôm nay thứ hai ngày 26 tháng 8. Trong chương trình thời sự tối nay gồm có những nội dung đáng chú ý sau đây. Trà Vinh nghiên cứu thành công đề tài xây dựng và ứng dụng quy trình ươm ấu trùng và giống tôm càng xanh theo công nghệ Biolog. Trà Vinh dành gần 21 tỷ đồng cho gần 250 đối tượng vay vốn để đi làm việc nước ngoài, góp phần đạt và vượt chỉ tiêu giải quyết việc làm mới cho lao động trong năm nay, nhất là chỉ tiêu về xuất khẩu lao động. Vị khách mời của chương trình trả lời ý kiến công dân hôm nay là ông Thái Phước Lộc, Phó Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh Trà Vinh. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, ngày 25 tháng 8, đồng chí Kim Ngọc Thái, Phó Bí thư tỉnh ủy Trà Vinh cùng với nhà hảo tâm và Ủy ban nhân dân xã Long Hiệp, huyện Trà Cú tổ chức tặng quà cho hộ nghèo đang gặp khó khăn ở các xã Long Hiệp, Tân Hiệp và Ngọc Biên. Mỗi phần quà gồm 25 kg gạo, mì tôm, đường, bột ngọt và các nhu yếu phẩm khác trị giá 500.000 đồng. Tổng trị giá các phần quà được trao tặng trong dịp này là 75 triệu đồng do đồng chí Kim Ngọc Thái, Phó Bí thư tỉnh ủy Trà Vinh vận động gia đình ông Võ Hoài Phong và bà Trần Qua Tươi tại thành phố Cần Thơ hỗ trợ. Các món quà tuy nhỏ nhưng sẽ góp phần giải quyết một phần khó khăn trước mắt, giúp các hộ nghèo ổn định cuộc sống, yên tâm lao động sản xuất, vươn lên trong cuộc sống. Sáng nay ngày 26 tháng 8, dự án AMD Trà Vinh kết hợp với trường Đại học Trà Vinh tổ chức hội thảo giới thiệu kết quả đề tài nghiên cứu xây dựng và ứng dụng quy trình ươm ấu trùng và giống tôm càng xanh theo công nghệ Biolog cho gần 100 đại biểu là cán bộ nông nghiệp, các trại ươm giống và lãnh đạo Ủy ban nhân dân các xã có thế mạnh phát triển thủy sản trong tỉnh. Theo báo cáo của khoa nông nghiệp trường Đại học Cần Thơ, hiện nay ở đồng bằng sông Cửu Long có trên 15.000 hectare diện tích nuôi tôm càng xanh, chủ yếu tập trung ở các tỉnh ven biển như Cà Mau, Bạc Liêu, Sóc Trăng, Kiên Giang, Bến Tre và Trà Vinh. Với diện tích này, trung bình mỗi năm tổng sản lượng tôm càng xanh trong khu vực luôn đạt từ 5.000 đến 6.000 tấn. Với tiềm năng phát triển loại thủy sản này là rất lớn, nhưng trong năm qua, nguồn giống tôm càng xanh luôn gặp nhiều khó khăn. Năng suất sản xuất tôm giống chỉ đạt từ 30 đến 40%. Số còn lại phải nhập từ nước ngoài với giá thành rất cao và không đảm bảo được chất lượng. Trước tình hình đó, việc nghiên cứu thành công đề tài ươm ấu trùng và giống tôm càng xanh theo công nghệ Biolog là điều cần thiết và rất quan trọng để đáp ứng được nhu cầu phát triển tôm càng xanh trong thời kỳ biến đổi khí hậu hiện nay. Vì theo khoa nông nghiệp trường Đại học Cần Thơ, ươm ấu trùng và giống tôm càng xanh theo công nghệ Biolog sẽ giảm được chất độc từ thức ăn dư thừa và tăng cường được chất đạm cho con giống trong quá trình ươm và sau khi đưa ra môi trường nuôi. Giống tôm này sẽ thích ứng phát triển tốt ở độ mặn từ 5 đến dưới 15 phần ngàn. Đây là một trong những đề tài được dự án AMD Trà Vinh kết hợp với trường Đại học Cần Thơ nghiên cứu thành công nhằm giúp cho tỉnh Trà Vinh nói riêng, các tỉnh trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long nói chung đa dạng được con nuôi và mô hình nuôi thủy sản phù hợp với biến đổi khí hậu hiện nay. Được biết, hiện nay Trà Vinh có hai trại sản xuất tôm giống là trại Ngãi Hiệp ở xã Hưng Mỹ, huyện Châu Thành và trại Hiệp Mỹ ở huyện Cầu Ngang được nghiên cứu thực hiện đề tài ươm ấu trùng và tôm càng xanh toàn đực đạt kết quả cao. Trong hai ngày 26 và 27 tháng 8, tại hội trường Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị thành phố, Ban Tuyên giáo Thành ủy phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức kỹ năng nắm bắt dư luận xã hội và kỹ năng tham gia đấu tranh phản bác thông tin có quan điểm sai trái thù địch trên internet và mạng xã hội. Tham dự lớp bồi dưỡng, các đại biểu là báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội, Ban chỉ đạo 35, tổ thư ký và nhóm cộng tác viên của Ban chỉ đạo bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch, được nghe báo cáo viên trình bày các chuyên đề về âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch lợi dụng dân chủ, nhân quyền, dân tộc, tôn giáo chống phá Đảng, nhà nước ta, nhiệm vụ và các giải pháp đấu tranh của ta trong thời gian tới, chuyên đề về nắm bắt dư luận xã hội và xử lý tình huống có vấn đề điểm nóng ở cơ sở. Chuyên đề về xây dựng và tổ chức lực lượng nắm tình hình, kỹ năng tham gia đấu tranh, phản bác thông tin có quan điểm sai trái thù địch, chia sẻ thông tin tích cực trên Internet và mạng xã hội. Song song với phần thực hành xử lý tình huống cụ thể để các đại biểu có định hướng nắm bắt trọng tâm vấn đề chính của sự việc, qua đó nắm chính xác dư luận xã hội để phản ảnh đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trên Internet và mạng xã hội. Qua lớp tập huấn nhằm nâng cao kiến thức, đặc biệt là kỹ năng cho lực lượng báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội, thành viên Ban chỉ đạo 35 và các bộ phận giúp việc, đồng thời nâng cao hiệu quả hoạt động của công tác nắm bắt dư luận xã hội và phòng chống, phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch nằm trong âm mưu diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch trên không gian mạng trên địa bàn thành phố. Ngày 25 tháng 8, tại hội trường Ủy ban nhân dân xã Thanh Mỹ, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Châu Thành cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Thanh Mỹ
tổ chức tọa đàm chủ đề An toàn cho phụ nữ và trẻ em năm 2019. Đến dự có bà Đinh Ngọc Huệ, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Trà Vinh. Tại buổi tọa đàm, các đại biểu đã thảo luận, phân tích các hành vi bạo lực gia đình và biện pháp phòng chống bạo lực gia đình trong thời gian tới, hành vi xâm hại tình dục ở trẻ em, biện pháp phòng tránh và vai trò trách nhiệm của hội viên phụ nữ về nhóm trẻ có nguy cơ bị xâm hại tình dục và cách phòng ngừa và cha mẹ phải làm gì khi trong gia đình có trẻ bị xâm hại tình dục. Qua đó, nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, hội viên phụ nữ và cả sự chủ động của cộng đồng và các cơ quan tổ chức có liên quan về các vấn đề đặt ra hiện nay ảnh hưởng đến sự an toàn của phụ nữ và trẻ em. Phát huy vai trò của cơ quan, tổ chức và cộng đồng, đặc biệt là trách nhiệm của các cấp hội trong việc đảm bảo an toàn cho phụ nữ và trẻ em. Đặc biệt, cuộc tọa đàm dành cho các chị em phụ nữ và học sinh có hoàn cảnh khó khăn với mong muốn hỗ trợ, bồi dưỡng, rèn luyện kỹ năng, kiến thức, phát huy vai trò chủ động của phụ nữ trong ứng phó và tham gia giải quyết có hiệu quả một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ và trẻ em, nhằm giảm thiểu những tác động tiêu cực, nâng cao chất lượng cuộc sống của phụ nữ, trẻ em, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Dịp này, các cấp hội phụ nữ trong huyện đã vận động các tổ chức và cá nhân tặng 3 căn nhà mái ấm tình thương cho hội viên phụ nữ nghèo, tặng 8 xe đạp và 10 suất học bổng cho học sinh nghèo và tặng 100 phần quà cho hộ nghèo với tổng trị giá trên 100 triệu đồng. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Dương Hải vừa tổ chức hội nghị tổng kết năm học 2018-2019 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm học 2019-2020. Đến dự có đồng chí Phan Văn Nhận, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện. Năm học 2018-2019, toàn huyện có 28 trường học với hơn 13.000 học sinh. Nhờ sự quan tâm sâu sắc của Đảng, chính quyền, các ban ngành đoàn thể của địa phương, sự nghiệp giáo dục và đào tạo từng bước được phát triển về số lượng và chất lượng. Mạng lưới trường lớp học được đầu tư, nâng cấp mở rộng, cơ bản đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh. Huyện có 4 trường đạt chuẩn quốc gia đạt tỷ lệ 14%, chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên đạt chuẩn và trên chuẩn, trình độ đào tạo được nâng lên. Tỷ lệ quy động trẻ đến trường đạt trên 95%. Tỷ lệ học sinh hoàn thành chương trình tiểu học đạt 99,8%, tỷ lệ học sinh được xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở đạt 97,1%. Bước sang năm học mới, đồng chí Phan Văn Nhận, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện đề nghị ngành giáo dục cần tăng cường công tác quản lý và nâng cao đạo đức nhà giáo, tập trung nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện ở các cấp học, phát triển phẩm chất năng lực người học, chú trọng giáo dục đạo đức lối sống, ý thức chấp hành pháp luật, tăng cường kỷ cương, nề nếp dạy và học. Coi chất lượng giáo dục, hiệu quả công việc là thước đo để đánh giá năng lực của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên. Đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục nhằm tăng cường thu hút các nguồn lực đầu tư cho sự nghiệp giáo dục. Phát huy sức mạnh cộng đồng, tranh thủ sự quan tâm giúp đỡ của các cấp ủy chính quyền xây dựng cơ sở vật chất trường lớp, khuôn viên xanh sạch đẹp và môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh. Báo cáo của Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Trà Vinh cho biết, từ đầu năm đến nay, Trà Vinh đã có gần 19.200 lao động được giới thiệu giải quyết việc làm mới, đạt gần 90% kế hoạch năm. Đây là năm Trà Vinh có số lao động được giới thiệu việc làm nhiều nhất trong những năm gần đây. Đặc biệt, trong số này, có đến 306 đối tượng được xuất khẩu lao động, đạt gần 87% kế hoạch năm 2019. Và đây cũng là năm Trà Vinh xuất khẩu lao động cao nhất từ trước đến nay. Theo Sở Lao động Thương binh Xã hội tỉnh, một trong những yếu tố để Trà Vinh thực hiện thắng lợi công tác giới thiệu giải quyết việc làm cho người lao động từ đầu năm đến nay là nhờ Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh thường xuyên tổ chức các phiên giao dịch tư vấn giới thiệu việc làm cho người lao động, tạo điều kiện cho các đối tượng lao động tiếp cận với các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh để có cơ hội tìm được việc làm phù hợp. Mặt khác, các trường đào tạo nghề trong tỉnh cũng đã tăng cường mở nhiều lớp dạy nghề phù hợp với nhu cầu thị trường để người lao động dễ tìm được việc làm. Riêng đối với xuất khẩu lao động, một trong những giải pháp quan trọng giúp cho tỉnh Trà Vinh thực hiện đạt kết quả trên là nhờ Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh giải ngân vay vốn kịp thời cho người lao động. Theo báo cáo của Sở Lao động Thương binh Xã hội tỉnh, trong số 306 đối tượng được xuất khẩu lao động từ đầu năm đến nay thì đã có đến 234 đối tượng được vay vốn gần 21 tỷ đồng từ Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh. Được biết, trong năm nay, thị trường xuất khẩu lao động của tỉnh Trà Vinh chủ yếu là Nhật Bản, Hàn Quốc và Đài Loan. Theo Sở Lao động Thương binh Xã hội tỉnh, với kết quả giải quyết việc làm đạt được từ đầu năm đến nay sẽ giúp cho tỉnh thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu giải quyết việc làm mới cho người lao động trong năm nay, nhất là chỉ tiêu về xuất khẩu lao động. Ngày 25 tháng 8, Đài Phát thanh và Truyền hình Trà Vinh tổ chức giao lưu bóng chuyền chào mừng kỷ niệm 74 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam 2 tháng 9 1945 2 tháng 9 2019. Giải đấu quy tụ 6 đội thi đấu ở hai nội dung bóng chuyền nam và bóng chuyền hơi nữ. Trong đó, ở nội dung bóng chuyền nam gồm các đội Đài Phát thanh và Truyền hình Trà Vinh, Đài Phát thanh và Truyền hình Vĩnh Long
cùng đội bóng đến từ xã Thạnh Hòa Sơn của huyện Cầu Ngang. Còn nội dung thi đấu bóng chuyền hơi nữ gồm các đội Ngân hàng Công thương chi nhánh Trà Vinh, Đài Phát thanh và Truyền hình Vĩnh Long cùng Đài Phát thanh Truyền hình Trà Vinh. Các đội thi đấu trên tinh thần fair play, không đặt nặng thành tích nhưng cũng không kém phần sôi nổi, hào hứng, cống hiến nhiều pha bóng đẹp, thể hiện tính chuyên nghiệp trong thi đấu. Bởi nếu bóng chuyền nam đã là môn thể thao phổ biến thì bóng chuyền hơi nữ cũng đang phát triển trong thời gian gần đây. Đây là hoạt động được tổ chức hàng năm của Đài Phát thanh và Truyền hình Trà Vinh nhằm chào mừng ngày Quốc khánh của đất nước 2 tháng 9, đồng thời cũng là dịp để các cơ quan đơn vị có dịp giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, góp phần chăm lo đời sống tinh thần, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong đội ngũ cán bộ công chức viên chức, người lao động. Mặt khác, thúc đẩy phong trào rèn luyện thể dục thể thao theo gương Bác Hồ vĩ đại nhằm mục tiêu khỏe để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Xin chào quý vị và các bạn đến với chương trình trả lời ý kiến công dân hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, trong thời gian gần đây, chương trình trả lời ý kiến công dân nhận được nhiều thư của người dân trong tỉnh gửi đến. Đa số đều muốn biết hiệu quả hoạt động của các mô hình kinh tế tập thể của tỉnh ta hiện nay và những quyền lợi của người dân khi tham gia vào các mô hình kinh tế tập thể. Bởi qua nhiều lá thư của người dân cho rằng, trong những năm qua, mô hình kinh tế tập thể luôn được cấp ủy đảng, chính quyền quan tâm hỗ trợ phát triển, nhưng nhiều người dân vẫn chưa mạnh dạn tham gia. Trước những vấn đề đặt ra của người dân, ông Thái Phước Lộc, Phó Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh Trà Vinh sẽ trả lời trong chương trình trả lời ý kiến công dân hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Xin chào ông Thái Phước Lộc, Phó Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh Trà Vinh. Thưa ông, trong những năm qua thì tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh rất quan tâm chỉ đạo phát triển mô hình kinh tế hợp tác. Vậy thì xin ông cho biết là hiện nay mô hình này phát triển ra sao? Rất đúng. Trong nhiều năm qua thì tỉnh ủy, hội đồng dân, ủy ban dân rất quan tâm đến lĩnh vực kinh tế hợp tác xã. Cụ thể đã ban hành rất nhiều chính sách. Trên cơ sở đó thì hợp tác xã cũng phát triển rất mạnh trong thời gian qua. Cụ thể là tới giai đoạn hiện nay là tỉnh Trà Vinh có 179 hợp tác xã hoạt động trên nhiều lĩnh vực. Riêng trong năm 2019 này thì đã thành lập 34 hợp tác xã, đạt được 136% kế hoạch đã đề ra. Trong năm 2018 thì có 32% hợp tác xã hoạt động hiệu quả. Nhưng đến năm 2019, qua kết quả khảo sát thì có được 45%, đã tăng hơn so với 2018. Số thành viên tham gia vào hợp tác xã ngày càng tăng. Nhiều hợp tác xã đã mở rộng được cái quy mô hoạt động, làm thêm các dịch vụ để phục vụ cho thành viên. Cụ thể như hợp tác xã Trạch Lọt, hợp tác xã Nhĩ Trường, hợp tác xã Phát Tài, hợp tác xã Phú Mỹ Châu và còn nhiều hợp tác xã khác nữa. Bên cạnh đó, các loại hình hợp tác xã phi nông nghiệp như hợp tác xã giao thông vận tải, hợp tác xã thương mại, quỹ tín dụng nhân dân đều có hướng phát triển tốt. Trong thời gian gần đây thì chương trình cũng nhận được nhiều ý kiến của người dân mong muốn được biết là khi tham gia vào tổ hợp tác và hợp tác xã thì sẽ nhận được những lợi ích gì, thì cũng xin ông giúp người dân giải đáp về thắc mắc này. Cái ý kiến này rất là hay. Nhiều người dân quan tâm đến, chứng tỏ là người ta quan tâm đến hợp tác xã. Để quan tâm đến hợp tác xã, người ta mới hiểu biết, người ta mới tìm hiểu được là vào hợp tác xã thì có những cái quyền lợi gì đối với người dân. Vấn đề này thì tôi thấy rằng là trong thời gian qua thì với vai trò trách nhiệm của Liên minh đã tổ chức rất nhiều lớp tập huấn giới thiệu về cái luật hợp tác xã năm 2012, các mô hình hợp tác xã kiểu mới. Đặc biệt là trong năm 2019 này, mới 8 tháng đầu năm thôi, chúng tôi đã tổ chức được 44 lớp tập huấn, đã phối hợp với 4 tổ chức hội đoàn thể, đó là nông dân, phụ nữ, đoàn thanh niên và hội cựu dân binh, cộng với các đề nghị của các xã để việc mà thành lập hợp tác xã mới, người dân người ta hiểu biết hơn, nắm biết hơn về hợp tác xã. Thì vấn đề này thì qua cái chương trình này thì chúng tôi cũng muốn nói rõ cho người dân hiểu biết về lợi ích của tham gia hợp tác xã. Khi muốn tham gia hợp tác xã kiểu mới, đối mô hình kiểu mới, đó là hợp tác xã ba chung. Chung nguyên liệu đầu vào, chung sản phẩm đầu ra, chung quy trình sản xuất. Từ đó mới sản xuất lớn được. Hiện tại bây giờ nếu sản xuất nhỏ lẻ manh mún thì không còn có chỗ đứng, không còn chỗ đứng đối với cái kinh tế thị trường hiện nay.
Như ông cũng vừa chia sẻ thì rõ ràng là khi tham gia vào tổ hợp tác cũng như hợp tác xã thì người dân sẽ nhận được khá nhiều lợi ích. Nhưng mà trên thực tế hiện nay thì vẫn còn có một số người dân chưa mặn mà cũng như là chưa mạnh dạn tham gia vào tổ hợp tác cũng như hợp tác xã. Xin ông cũng lý giải thêm về vấn đề này. Như vấn đề tôi nói ở phần trên đó, là lợi ích về việc tham gia hợp tác xã. Thì nếu mà chúng ta nói mà người dân chưa hiểu được thì hoàn toàn chưa đúng. Tại người dân đang muốn tìm hiểu thì chúng ta đã có cái tuyên truyền, đã có tập huấn. Nhưng hiện tại bây giờ nếu mà chúng tôi tổ chức các buổi tập huấn thì phải nói rằng cái kinh phí hiện tại chúng tôi đáp ứng không hết được tất cả các người dân đối với cái người nông dân để nắm được, để hiểu được về việc mà cái lợi ích của hợp tác xã. Do đó hiện tại giờ một số người nông dân vẫn còn có cái e ngại đối với hợp tác xã cũ, chưa hiểu được cái lợi ích về tham gia của hợp tác xã. Do đó chúng ta phải làm sao cho người nông dân hiểu được, biết được về luật hợp tác xã năm 2012, các mô hình hợp tác xã kiểu mới, đặc biệt là hiểu được cái lợi ích về tham gia hợp tác xã thì người dân mới mạnh dạn để tham gia vào hợp tác xã. Do đó vấn đề là tuyên truyền, tập huấn để người dân hiểu biết được, đây là một cái vai trò then chốt để giúp cho người dân tham gia vào hợp tác xã. Như ông cũng vừa cho biết là tuyên truyền là vấn đề then chốt để người dân tích cực tham gia vào hợp tác xã. Vậy thì trong thời gian tới, Liên minh Hợp tác xã tỉnh sẽ có những cái giải pháp như thế nào cũng như là hỗ trợ như thế nào để chất lượng của hoạt động kinh tế hợp tác phát triển hơn? Cái vấn đề này là vấn đề rất là quan trọng mà Liên minh chúng tôi với vai trò là tư vấn, hỗ trợ, chăm sóc, bảo vệ quyền lợi cho thành viên, đặc biệt là các hợp tác xã. Chúng tôi cũng đang đề ra các giải pháp. Muốn thực hiện được cái giải pháp này thì nó có phải chúng ta tập trung vào hai cái việc làm mà tôi thấy là cái then chốt. Cái thứ nhất là tập trung vào công tác tuyên truyền để làm sao cho người dân hiểu được cái vai trò lợi ích tham gia hợp tác xã, hiểu rõ được hợp tác xã đem lại lợi ích cho ta là cái gì. Cái thứ hai là phải nâng cao cái hoạt động, nâng cao cái vị thế của hợp tác xã để cho người dân thấy được khi tham gia vào họ đem lại những cái lợi ích. Thì do đó là vấn đề này muốn làm tốt thì Liên minh có tập trung vào một số vấn đề như sau. Thứ nhất là về hỗ trợ đào tạo, nâng cao năng lực bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo hợp tác xã để biết được, nắm được cái vai trò của mình đối với hợp tác xã là gì. Từ đó đưa ra những cái phương án sản xuất kinh doanh, những cái kế hoạch phù hợp đem lại cái lợi ích cho thành viên. Và đặc biệt là đối với việc nâng cao năng lực cho hội đồng quản trị, cho ban giám đốc, cho ban kiểm soát, đây là một cái việc làm phải nói là then chốt. Trong thời gian qua thì đặc biệt là trong năm 2019, chúng tôi có phối hợp với trường đào tạo cán bộ của Liên minh ở miền Nam và dự án DGRV là dự án của Cộng hòa Liên bang Đức. Hiện tại chúng tôi đang đào tạo một cái lớp sơ cấp về giám đốc hợp tác xã có 38 thành viên, và lớp này chúng tôi đào tạo trong 4 tháng. Hy vọng qua lớp này thì chúng tôi sẽ có được một đội ngũ lãnh đạo hợp tác xã có đủ tầm, có đủ tâm để phát triển hợp tác xã trong tương lai. Cái thứ hai là giúp cho hợp tác xã tiếp cận các chính sách. Hiện tại giờ tỉnh Trà Vinh ban hành rất nhiều chính sách như là quyết định số 04, nghị quyết số 20 của Hội đồng dân, nghị quyết số 56 của Hội đồng dân sửa đổi nghị quyết 20. Cái vấn đề này rất nhiều các chính sách để ban hành để giúp cho hợp tác xã. Thì với vai trò trách nhiệm của chúng tôi sẽ phối hợp với các ngành chức năng và địa phương để làm sao cho hợp tác xã tiếp cận được các chính sách này, tiếp cận được cái chính sách để hỗ trợ cho hợp tác xã phát triển. Cái thứ ba là xúc tiến thương mại. Chúng tôi sẽ phối hợp với Sở Công Thương để làm sao mà đưa các hợp tác xã tham gia xúc tiến thương mại, đặc biệt là tham gia các hội chợ để quảng bá cái thương hiệu, quảng bá cái nhãn hiệu, rồi là đặc biệt là quảng bá các hàng hóa của hợp tác xã. Và trong cái Sở Công Thương thì chúng phối hợp với Sở Công nghệ để làm sao xây dựng được cái nhãn hiệu, rồi chỉ dẫn địa lý, các bao bì sản phẩm để đưa ra thị trường, nó đảm bảo được cái yêu cầu của xã hội, đảm bảo yêu cầu của người tiêu dùng. Cái cuối cùng là hỗ trợ cho các hợp tác xã vay vốn tín dụng. Thì đối với Liên minh thì được tỉnh ủy, hội đồng dân, ủy ban dân cho phép là chúng tôi điều hành cái quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã. Thì chúng tôi sẽ hỗ trợ hợp tác xã
trên những cái quy chế, những hoạt động của quỹ để làm sao hợp tác xã tiếp cận được, để đầu tư, để phát triển hợp tác xã. Xin cảm ơn ông. Hy vọng là với sự nỗ lực của Liên minh Hợp tác xã tỉnh thì kinh tế hợp tác trên địa bàn tỉnh sẽ phát triển hơn nữa trong thời gian tới. Quý vị và các bạn thân mến, đến đây chúng tôi xin được kết thúc chương trình thời sự tối nay. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.